Chào các bạn, ngày hôm nay thì tiếp tục đáp ứng yêu cầu các bạn với bài lan và điệp 4. Vừa rồi mình cũng đàn và hát mẫu các bạn tham khảo, không biết có chính bản quyền hay không nha. Nếu mà là các bạn xem mà không thấy phần hát mẫu của mình á thì chắc chắn chính bản quyền rồi, mà nếu chính bản quyền thì mình sẽ để cái link riêng cho các bạn. Bạn nào cần tham khảo cái bài hát mẫu cho dễ tập, các bạn tham khảo phần mẫu như vậy ở từng đoạn mình hát như nào, mình lót vào ra sao thì chút xíu mình chia sẻ các bạn sẽ dễ tập hơn ha. Lan và điệp 1 2 3 mình đã chia sẻ các bạn rồi. Rồi hôm nay tiếp tục là lan và điệp 4. Ví dụ bạn nào cần lan và điệp 1 thì các bạn cứ gõ lan và điệp điệu chuông, hoặc là lan và điệp 2 thì các bạn cứ gõ lan và điệp 2 điệu chuông. Đó, hoặc là không riêng gì những bạn lan và điệp này và những bản nhạc khác. Bạn nào cần tìm kiếm cái bản nhạc nào đó để các bạn tập thì bạn vào một tìm kiếm YouTube, các bạn cứ gõ tên bài hát điệu chuông. Rồi, vậy nó sẽ ra, nếu mình đã chia sẻ rồi thì sẽ hiện ra clip đó cho các bạn tập nha. Rồi theo các bạn, trong rơi thứ nốt solo và điểm hát và nốt solo ở ngăn cao trên này. Rồi thì đối với các bạn ha, thì trước hết mình chia sẻ các bạn nốt solo trước, sau đó đi vào phần điểm hát sau nha. Bài này sẽ là đoạn 1, đoạn 2, điệp khúc và đoạn cuối. Điệp khúc có thể phân hai phần, chút xíu tới mình nói nha. Rồi đầu tiên các bạn ghi nốt solo đoạn 1. Dài quá ngắt ra ha. Hoàng hôn buông xuống trên mái đầu con xanh, ngắt vậy đây. Rê pha son la đô rê son son la, rê pha son la đô rê son son la. Đây để cho nó dễ ha. Rồi mình ghi số dây, mình ghi số dây sau dãy nốt, mình cứ ghi dãy số phía sau dựa vào đó các bạn biết. Ví dụ như rê pha son la, lá này là 1 năm nè, mình ghi 1 năm. Rê là mình ghi 3 7, rồi 2 6 đó là pha, rồi 2 8 là son, lá 1 năm đó. Rồi tới đây cũng la nhưng mà mình la 2 mừng đó, như 2 ông mừng ha. Đô rê son son la, đây cũng la 2 mừng ha. Thì tóm lại sau lưng dãy nốt mình có ghi dãy số đó, dựa đó các bạn biết là những nốt đó đàn dây nào có chỗ nào nha. Cái số đó là phía sau nó tương ứng với dãy nốt phía trước đó nha các bạn. Rồi tiếp ha. Mà tim trắng lành là pha la rê, là pha la rê. Rồi tiếp, trăng bước thật mau đời con ghi ngày sau. Rồi đô rê là đô, đô đô rê pha son, đô rê là đô, đô đô rê pha son. Rồi tiếp, khi đã vắng xa nhau. Rồi là đô rê son la, là đô rê son la. Rồi tiếp, điệp đến tìm lang trong nỗi hoang mang. Rồi thế này nha. La rê la đô, đô rê si la. Si đó là si dáng nha các bạn. La rê la đô, đô rê si la. Si nó si dáng nha. Rồi tiếp, chẳng biết người xưa có đang u sầu. Fa la fa son son mi re la, fa la fa son son mi re la. Rồi tiếp, đường đời sao oan trái là mi son la. Rồi một vòng dây oan trái nữa ha. Rồi thì là mi son la. Rồi nguyên câu, đời sao oan trái một vòng dây oan trái là mi son la, là mi son la. Rồi tiếp, đem tình gùi sâu. Rồi son là đô rê, son là đô rê. Rồi xong nốt solo đoạn 1. Rồi tới nốt solo đoạn 2. Để coi nó sẽ khác ha, nó không có giống hoàn toàn nữa. Rồi câu đầu tiên thì giống đoạn 1 đó. Người tôi thương yêu ra trước cống thuyền môn, y chang đoạn 1. Rê pha son la đô rê son son la. Rồi tiếp, buồn ba cúi đầu là pha la rê, y chang đoạn 1. Rồi tiếp, không nói một câu bồi hồi mà nhìn nhau. Tới đây là vẫn giống đoạn 1. Đô rê là đô, đô đô rê pha son, y chang như trên đoạn 1 vậy ha. Rồi tiếp, lê tuôn như sóng. Rồi tiếp tục các bạn, quên, tôi quên cấm dây sạc hoài, quên kiểm tra pin nha, chút xíu cái pin này. Rồi tiếp tục ha. Rồi không nói một câu bồi hồi mà nhìn nhau, là giống như đoạn 1 ha. Đô rê là đô, đô đô rê pha son. Rồi tiếp, lê tuôn như sóng trào. Rồi son si si rê la, son si si rê la, thì nó si dáng ha. Rồi tiếp, một cành hoa thắm nhưng đời vui dập tá tươi.
hơi dài ngắt ra ha. Một cành hoa thắm là đô rê. Rồi tiếp. Những đời vui gặp ta tươi. Rồi về ha. Đô son son la đô la. Đô son son la đô la. Rồi tiếp. Tội này điệp mang cho đến thiên thu muôn đời. Rồi. Rê rê pha son son la mi mi rê la. Rê rê pha son son la mi mi rê la. Rồi tiếp. Mà lan không trách. Này giống như đồng mộng nè. Rồi la mi son la. Bởi vì lan không trách. Là mi son la. Đó, vậy ha. Rồi. Nên càng sầu thôi. Đây là khúc cuối thì lại trở lại giống đoạn 1, tức là đoạn 2 đó. Ở những cái câu đầu á và những câu sau nó giống cái đoạn 1, còn nhưng mà khúc giữa thì lại khác, dạng vậy đấy ha. Rồi thì nó xin là cái câu đó như thế nào thì mình ghi nó solo sau lưng á, vừa vào đó các bạn solo là được nha. Rồi bây giờ sẽ vào phần điệp khúc cho các bạn. Điệp khúc phân hai phần nha, nó dư dài và hai phần ná nha các bạn, dễ hình dung. Rồi tiếp. Điệp khúc phần thứ nhất. Láng ơi được rời gia đình mới. Lên hơi cao ha, các bạn thấy lúc này của mình hát chỗ này cũng rất là ráng, nó hơi cao ha. Rê rê la la đô la rê. Rê rê la la đô la rê. Rồi tiếp. Không tình yêu gì hết. Đô la đô la rê. Đô la đô la rê. Rồi tiếp. Sống không bằng chết. Chúng ta đi khác xuống. Sống không bằng chết. Rồi la pha rê la. La pha rê la. Rồi tiếp. Lan ơi ngày nào mình từng mơ. Son son rê 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 pha son. Son son rê 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 pha son. Rồi tiếp. Dịch mong bằng bài thơ. Rồi cũng rê 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 pha son. Rồi tiếp. Nhưng ai đâu ngờ. Mi mi đô la. Mi mi đô la. Rồi tiếp. Và là phần thứ hai của điệp khúc. Lan ơi mình cùng chung một nỗi. Giống như câu đầu phần thứ nhất ha. Rê rê la đô la rê. Rồi tiếp. Hẹn cùng nhau tìm tới. Đô la rê. Y chang như câu đầu rồi của thứ nhất đó. Rồi tiếp. Chung bến tương lai. Rồi. Si rê si la. Si rê si la. Rồi tiếp. Những nay mình đành chung lễ cây. Son son rê rê pha rê son. Son son rê rê pha rê son. Tiếp. Tình vui chôn từ đây. Rê rê pha rê son. Rê rê pha rê son. Rồi tiếp. Vui chôn từ đây. La đô la rê. La đô la rê. Rồi xong nốt solo của điệp khúc. Rồi qua đoạn cuối. Bài này thì nó hơi phức tạp chút xíu ở những cái đoạn giữa. Thường nó là cái đoạn cuối solo giống đoạn 2. Và đoạn 2 nó giống đoạn 1, nó khác cái cuối cùng. Thông thường là những bản nhạc vậy. Nhưng bài này là mỗi một đoạn nó mỗi khác hết ha. Rồi thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Rồi tới đoạn cuối. Chùa xa chung đô tan giấc mong phụ thế. Cái này giống như đoạn đầu của đoạn 1 đó. Rê pha son la đô rê son son la. Y chang như đoạn 1 đoạn 2 ha. Người xin hãy về. Rồi la pha la rê. La pha la rê. Giống như đoạn 1 đoạn 2 luôn á. Rồi tiếp. Nước mắt càng khổ từng kỷ niệm ngày thơ. Rồi la đô rê đô rê đô la đô rê la đô rê đô rê si la một tình yêu chết sẽ sống trăm năm la đô rê đô rê si la vậy ha. Rồi rồi vậy đấy ha. Rồi tiếp đề nhắc một câu với nhân gian rằng pha la pha son son mi rê la pha la pha son son mi rê la. Rồi tiếp vào yêu xích
Vào yêu xin nhớ ở la mi son la. La la mi son la này giống đoạn 1 đoạn 2 nè. Rồi tiếp học thêm chữ ngơ. La mi la re, la mi la re. Đó nó hơi, các bạn thấy nó hơi khác ha. Hát thì khi hát thì hợp âm nó giống nhau, nhưng mà nó solo cái chữ hát nó khác nhau. À, nó khác cái dấu rồi mình phải có những cái nốt nó khác nhau thì mới giống dạng vậy đó. Cho nên cái bài này thì hơi phức tạp một xíu cái phần nốt solo ha. Nhưng mà mình có ghi ở phần comment cho các bạn đó, dựa vào đó các bạn biết từng nốt đó đàn dây nào bấm chỗ nào thì các bạn sẽ solo được thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần điểm hát cho các bạn. Và phần điểm hát thì nó đơn giản thôi, với tông rê thứ và những âm đi theo tông rê thứ và những câu lót rất quen thuộc với các bạn thôi nha. Rồi tiên intro các bạn ghi intro. Fa la fa son, fa la fa son. Rồi bấm vô son thứ, rải chắc đó, hoặc là lên xuống chát thì mình thì thường đại kiểu lên xuống, còn bạn này căn bản hay là một kiểu nào đó thì bạn cứ thấy lợi ích á, các bạn thay bằng rải xuống cái là được, hoặc là tặng tắng ha, thay lợi ích là tặng tắng đó. Fa la fa son, rải chắc. Rồi đàn tiếp son mi đô la, son mi đô la, bấm là bảy, rải chắc dạng vậy ha. Rồi đàn tiếp la mi son la, vẫn bấm là bảy, rải chắc. Rồi đàn lại câu đó nữa, la mi son la, vẫn bấm la bảy, rải thôi không có chắc. Rồi đàn câu cuối cùng, la mi son la re, la mi son la re. Rồi bấm re thứ, rải cái. Rồi đi câu này, câu rất quen thuộc thôi, la son fa mi re re. Rồi dậm re thứ vào bài, và ngay chỗ này hát chữ đầu tiên của đoạn 1. Hoàng hôn buông xuống. Rồi bắt đầu xuống, mình bắt đầu bô rô lên. Đoạn 1 thì áp dụng kiểu đàn bô rô rải dây. Cách đàn bô rô rải dây trong rê thứ mình chia sẻ các bạn rồi, giống như đầu clip mình mổ các bạn đó ha. Và càng áp dụng cái kiểu rải dây đó vào đoạn 1 thì các bạn cứ gõ tiêu đề trên YouTube, các bạn gõ như là cách đàn bô rô rải dây trong rê thứ điêu chương, rồi vậy nó sẽ ra ha, cái clip đó các bạn tham khảo. Hoặc là các bạn có áp dụng kiểu đàn bô rô nào cũng được, chia sẻ thì mình chia sẻ vậy ha, theo sở thích riêng của mỗi người thôi. Còn khi áp dụng thì cũng theo sở thích của các bạn, các bạn muốn thích như thế nào, áp dụng kiểu đàn nào các bạn cứ áp dụng, miễn bô rô là được nha. Rồi đó là intro, bây giờ các bạn tham khảo lại, các bạn nhìn thêm trong màn hình mình sẽ đàn chậm intro, các bạn cứ dựa vào đó các bạn đọc từ từ là được ha. Các bạn cứ đàn thế này nè. Rồi bây giờ mình sẽ mẫu lại intro bình thường, các bạn tham khảo lại lần nữa, rồi các bạn cứ tập như vậy là được nha. Rồi khi áp dụng vào thì muốn nhanh muốn chậm gì đó thì các bạn nhanh hơn xíu là cũng được, và chậm lại xíu cũng được thì các bạn thôi nha. Rồi các bạn tham khảo lại intro. Trắng lần rồi vẫn bấm rê thứ, rải bài mốt hai, la mi son la rê, la mi son la rê, giống cái câu cuối của intro nãy ha. Rồi sau đó vẫn tiếp tục rải tiếp và hát tiếp, chặn bước tầm mau dạng vậy ha. Rồi hoàng hôn buông xuống trên mái đầu còn xanh mà tim trắng lành, chẳng bước thật mong đời con gì hay sau khi đã vắng xa nhau. Đó vậy đó ha. Rồi tới đây thì rê thứ cũng đưa câu lót vào, câu lót quen thuộc thôi. Ban rải thì bài 212 la son fa son la, đó dạng vậy, câu lót rất quen thuộc. Lót xong cứ hát tiếp, đêm đến tìm lang đâu lượn trong nỗi hoang mang chẳng biết người xưa vậy ha. Nói chung các bạn tham khảo phần đầu clip mình có hát mẫu đó, dựa vào đó các bạn áp dụng như vậy là được nha. Ở đây mình không dám hát mẫu nhiều,
Nó sẽ bắt bản quyền trong này thì cực lắm, ở đầu thì dễ chứ vô đây là khúc giữa mà bắt bản quyền cực lắm các bạn. Cho nên mình hát từng câu vậy thôi, cứ như thế các bạn áp dụng vào là được ha. Xưa có đang u sầu là bãi nè, đời sao ăn trái một vòng dây oan trái đem tình vùi sâu rồi về đây thứ. Về đây thứ thì lót vùi sâu đàn bắt rê xong vẫn bấm đây thứ. Rải ba hai mốt hai la son fa mi rê, câu lót quen thuộc thôi ha. Lót xong dặm rê thứ cái hát đoạn 2 và ngay cái dặm này hát chữ đầu tiên của đoạn 2. Người tôi yêu mê thương yêu vậy ha. Nó ngay cái giọng đó là hát cái chữ đầu tiên người người tôi thương yêu đó vậy nè. Rồi thì cứ mình chia sẻ như vậy, các bạn xem phần đầu clip mình có mẫu đó, rồi cái dựa vào đó mình nãy mình hát mẫu thế nào bây giờ mình chia sẻ với chàng vậy thôi, rồi các bạn áp dụng rồi ráp vào là các bạn hát được nha. Rồi thì mình nói là đoạn đầu mình đã dây, các bạn cũng thích dễ dây, các bạn có thể đàn kiểu nào thì theo các bạn nha. Rồi bây giờ ví dụ các bạn hết đoạn 1 của đoạn 2. Đời sao oan trái một dòng dây oan trái đem tình vùi sâu. Người tôi thương yêu ra trước cổng tuyền môn buồn ba cúi đầu. Đâu có đoạn hai này câu lót cái giống như đoạn một, hợp âm cũng y chang vậy đó, nhưng mà khác là cái kiểu đàn. Đoạn 2 có thể thay đổi được kiểu đàn là các bạn đàn bô rô căn bản hoặc bô rô chèn bass gì đó ha, thì các bạn chỉ đoạn 1 đã dây thôi. Rồi người tôi thương yêu nói trước cống thiên môn buồn ba cúi đầu, chỗ này về đây thứ người ta cũng nghĩ thì các bạn rải chắc là mi son la về đó. Nãy đoạn 1 các bạn bài 212 là mi son la về, còn bây giờ không bài 212 mà thay bài 212 bằng cái kiểu đàn khác của các bạn là ví dụ bô căn bản thì rải chắc là mi son la về, nếu đàn chèn bass thì lên xuống chắc là mi son la về, nói chung cái nào cũng được ha. Còn nếu đoạn một các bạn áp dụng kiểu đàn này luôn thì ngay chỗ bài 212 rải đó các bạn thay bằng rải chắc ha, dạng vậy nha. Rồi lót xong hát tiếp, không nói một câu bồi hồi mà nhìn nhau lên xuống như sóng trao, chỗ này cũng nghĩ thì lót giống đoạn một thôi, về để thử trao lên xuống chắc la son fa son la dạng vậy ha. Rồi hát tiếp một cành hoa thắm, chỗ này xì ấn tượng hợp âm khác cái đoạn một như chỗ này ha. Một cành hoa thắm nhưng đời vui dầm tá tơi, chỗ này pha tưởng. Rồi tôi nay điểm mang son thứ cho đến thiên thu muôn đời là bãi, mà lan không tránh là bãi luôn, vì lan không tránh vẫn là bãi luôn nên càng sầu thôi, về đề thử. Rồi về chú âm đề thử lót lên xuống rê mi pha la đồ pha rê đó, hoặc là rải rê mi pha la đồ pha rê. Rồi lót xong bắt đầu quạt chả lên để hát được khúc, điều khúc thì cho cao trào hơn mình sẽ sử dụng kiểu đàn quạt chả bolero. Quạt chả bolero để đàn được khúc mình chia sẻ các bạn rồi, các bạn cứ gõ quạt chả bolero để đàn được khúc đi chương rồi xem nếu xong các bạn sẽ biết quạt chả quạt như nào áp dụng cho cái điệp khúc bài này nha. Rồi bây giờ ví dụ các bạn hết đoạn 2 và điệp khúc hết đoạn 2 cứ rải rê mi pha la son pha rê ha. Rồi cái dây và số dây vị trí bấm mình ghi sau lưng dãy nốt, điều đó các bạn biết là cái dãy nốt lót đó thì mình sẽ đàn dây nào bấm chỗ nào nha. Rồi ví dụ các bạn nè, mà lan không trách vì lan không trách lên thì khúc thì phân hai phần như nào mới nói ha. Lan ơi rời thử điệp về gia đình mới cho mày xin nhắc tưởng ha, không tình nghĩa gì hết. Nói chung là âm ghi màn hình, các bạn nhìn màn hình các bạn thấy nha, sống không bằng chết là pha trưởng, lan ơi son thứ ngày nào mình từng mơ đấu trưởng, dịch mong bằng bài thơ son thứ nhưng ai đâu ngờ là bãi hoặc là trưởng cũng được. Nói chung mình đọc la bãi thì các bạn không đàn la bãi, bạn đàn la trưởng cũng được, hoặc mình đọc la trưởng các bạn đàn la bãi cũng được, cái la đó thì la bãi la trưởng gì cũng được ha. Hết phần thứ nhất của điệp khúc thì cứ tiếp tục quạt hát tiếp phần thứ hai. Lan ơi mình cùng chung một lối, hẹn cùng nhau tìm tới chung bến tương lai. Lan ơi mình chung lời ca vậy nhỉ ha. Rồi thì cái cũng giống như cái phần thứ nhất nãy thôi nha. Rồi các bạn cứ nhìn hợp âm đó đó, tình vui chôn từ đây
Rồi. Vui chôn từ đây. Bốn chữ này dặm cho mình. Vui chôn từ đây. Vui chôn từ đây. Đó. La 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 re. Dặm ba cái la trưởng và một cái re thứ, hoặc là ba cái la bảy. Đó. La trưởng là bảy cũng được. Tóm lại ba cái la một cái re. Rồi. Vui chôn từ đây. Rồi dặm thêm cái re nữa. Rồi hát đoạn cuối. Và ngay cái re này các bạn hát kiểu đầu tiên của đoạn cuối. Chùa xa chuông đô tán dấp mong phụ thê người xin thấy dê dễ dễ ha. Rồi chỗ này các bạn dặm xong mình sẽ lót xong mới dặm thêm rê thứ ha. Vui chôn từ đây. Rồi đang hoạt giả thì ra la son fa mi fa mi rê, hoặc lúc này cũng được. Rap la son fa mi fa mi rê rap, hoặc là rải cũng được. Rải la son fa mi fa mi rê. Rê, dặm cái rê này hát kiểu đầu tiên của đoạn cuối. Chùa xa chuông đô. Dặm vậy đó ha. Đó, rồi tóm lại. Vui chôn từ đây ra rắc la son fa son fa mi fa mi rê. Chùa xa chuông đô. Nó dặm vậy nha. Rồi, ví dụ các bạn hát điệp khúc qua đoạn cuối. Nay mình đành chung lễ cây, xin vui chôn từ đây, vui chôn từ đây. Chùa xa chung đô, tăng sắc mong vũ thê, người xin hãy đi. Đó rồi, thì qua đoạn cuối này cũng na ná với đồng một đồng hàng nãy thôi ha. Rồi chỗ này người ta nghỉ này thì được có lót vào. Về lên xuống chắc là mi son la re đi đồng một đồng hai nha. Nước mắt càng khô từng kỷ niệm ngây thơ vui sau nơi đáy hồ. Rồi re thứ. Rồi chỗ này nghỉ cũng lót giống đồng một đồng hai. Lên xuống chắc la son fa son la. Rồi tiếp tục. Một tình yêu chết sẽ sống trong năm, để nhắc một câu với nhân gian rằng vào yêu xin nhớ người, vào yêu xin nhớ học thêm chữ ngơ. Rồi học âm cũng giống như đoạn hai nãy nha. Rồi hết đoạn cuối thì cũng lót lên xuống chắc là mi son la re. Đó cái câu mà nãy intro đó là mi son la re. Rồi lót xong hát lặp lại ngay chỗ này để nhắc một câu với nhân gian rằng người vào yêu xin nhớ, người vào yêu xin nhớ. Từ đây không hát nữa là bảy ha. Xin nhớ lên xuống chắc si 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 la. Đó si dán bảy. Hoặc các bạn đang nói la trưởng thì si dán trưởng ha. Si 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 la. Còn bấm la bảy đây thì cứ xịt qua kế bên thôi. Đang nói la bảy lên xuống chắc si 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 la la. Dạng vậy ha. Nếu bấm la trưởng đây thì lên xuống chắc si 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 la la. Rồi mới hát tiếp học thêm chữ ngơ. Đó rồi ngay ngờ về là rê thứ. Rồi rải chắc. Rồi kết ao rải chắc ngờ là đang bắt rê nè. Ngờ rải chắc kết ao thì y chang tru và la và son son mi đô la. Rồi y chang tru không khác gì hết. Intro thế nào kết ao y chang vậy, dạng vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ các bạn hát thêm đoạn cuối, hát lặp lại và sẽ kết ao cho các bạn. Các bạn nhìn thêm trên màn hình nha. Rồi dựa vào đó thì các bạn cứ tập từ từ được nha. Rồi ví dụ hát hết đoạn cuối. Vào yêu xin nhớ, người vào yêu xin nhớ, học thêm chữ ngơ. Lót hát lặp lại để nhắc một câu với nhân gian rằng vào yêu xin nhớ, người vào yêu xin nhớ, học thêm chữ ngơ. Rồi lên xuống chắc nào y chang trô. Anh trô thế nào? Cái nào y chang vậy là được nha. Rồi có hình như hôm nay mình đã ứng xong yêu cầu các bạn với bài lăng và điệp 4 trên tông rì thứ cho các bạn. Còn chỗ nào mơ hồ chưa hình dung ra được các bạn cứ comment cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.